Ngày 29 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh Trà Vinh có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, tính đến nay cả nước đã trải qua 2 giai đoạn chống dịch và 4 đợt bùng phát dịch với trên 11 triệu trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có trên 43.000 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng và Nhà nước, đến nay dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thống nhất chuyển phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã góp phần tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội phục hồi. Tăng trưởng GDP năm 2022 đạt hơn 8%, cao nhất trong 12 năm qua. Riêng 9 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng GDP đạt trên 4%. Với những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đã đi sau về trước trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, để hạn chế dịch bệnh bùng phát và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do dịch bệnh trong tương lai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tập trung khắc phục các bất cập, vướng mắc trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống, kể cả trong tình huống khẩn cấp. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và đảm bảo chính sách cho lực lượng phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời tri ân đến sự hy sinh và những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu và toàn thể nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng khẳng định, thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.